Dạ. Chiều mới chỉ có nhựa thôi. Dạ, chiều mới chỉ có nhựa thôi chứ mở ra tung tét đi. Em quá cắn làm tiết kiệm một chủ là cái máy gì đâu mà test cái xe nó hao xăng uống rồi uống hơn uống cũng đạm mà quá trời hao xăng luôn mà xăng gì đâu nó uống gì đâu mình khỏi uống mà nó uống hơn mình uống bia thôi tiền đấy để mua bia tết này uống còn hay dạ cái căn máy nó hao vậy mà xe hả vậy có xe khác cái bữa nào ghé anh làm cho nhẹ xe mới mang về của em bữa nào mà đưa anh hát anh làm cái nhẹ xe trong salon mang về luôn. Anh đảm bảo mà ra ngoài mà chạy nhẹ salon anh lấy tiền không có anh tặng mày luôn. Rồi thì bây giờ đủ anh em chia sẻ khoảng 50 like mình chia sẻ cho anh em con Vespa bình xăng chế cơ mà mọi người hay bị ăn hành. Trên dòng xe Vespa nhá, bình xăng chế cơ này từ bình xăng cho tới vấn đề gì liên quan thì mọi người vào mọi người chia sẻ. 50 người chơi nhá mọi người nhá. Năm mươi người chơi mình review cho mọi người luôn, nó thẳng thắn luôn, chơi đẹp với mọi người trên con xe Vespa này. Thứ nhất là các bạn bị ân hành, cái thứ hai là nó đi một chút xíu hoặc là đi nó nóng cái nó lại bị lại. À, mọi người cứ căn tới căn lui, xong mọi người lại giã xúc bắp, mọi người lại chỉnh cam cò, tóc có xù hết rồi mọi người ạ. Chắc chiều đi vào cái đầu ấy, nóng nảy quá rồi. 50 người chơi nhá mọi người nhá, chia sẻ nhá. Đây, nó là bình xăng chế cơ. Được chưa nào? Đó, gọi là chúng ta gọi là bình xăng con đi. Bình xăng này mình làm ok nhá mọi người nhá. Xăng cộ rồi chạy rồi nhẹ nhàng lên ga là thốc nhá. Đấy. Đấy, quý vị nào đang đi những cái dòng xe Vespa này, quý vị lưu ý đây. IC này có chữ ký này. Ngày 13 tháng 7 của 2015 2015 này. Đó, có chữ ký AC19 này. Đó. Được chưa? Đó, Vespa. Gãy co xăng là ok rồi. Đây. Đây. Đó, gãy cái này là ok rồi nhá. Bình xăng đồ làm ngon thay thế rồi nhá mọi người nhá. Rồi đây cho mọi người luôn. Rồi nó vẫn bị ăn hành nhá. Thì mọi người phải lưu ý. 50 người chơi đi ạ. Mọi người chia sẻ càng nhanh càng tốt nhá. Và quý vị đang đi con xe Vespa này quý vị phải lưu ý. Dạ hello chị, bye bye chị. Năm mươi người chơi đi ạ. Đấy, co xăng đã thay rồi. Đấy. Đấy, thì những cái mẹo này thì mọi người phải lưu ý. Chúng ta tránh tình trạng bị ăn hành trên cái dòng Piaggio Vespa này. Rồi đây à, mình có vài con xe nữa mình sẽ giao. Đây cổ mình đã thay mới cho anh em rồi này. Đó, đó. Cổ cao su này. Thay mới mình thay luôn cả cái cổ dê nha mọi người. Cổ dê kia nó bị tuôn nha. Đó, còn cái này mình chưa siết này. Rồi bình xăng này làm OCK luôn này. Đó. Và cái này đặc biệt là mỗi cái lần cứ tháo cái buji ra là phê lắm mọi người. Mọi người cẩn thận nó sẽ rớt buji và chụp vào trong này thì mệt mỏi lắm nhá. Mẹ bơi với cái thằng Vespa này đúng rồi nó thiết kế ra chán hết cả cuộc đời.
Đấy, nó thiết kế thì đúng rồi, chán hết cả cuộc đời Vespa, bình thường nó phải nghiên cứu, nó mở cho nó thông qua này, chúng ta nhét cái tip vào, chúng ta mở cho nó dễ, thà làm cái lỗ, chúng ta làm cái nắp nhựa ở đây này. Đó, chúng ta làm cái nắp nhựa ở đây này, xong chúng ta bịt lại nó ô xỉ kê, mẹ móc vào thay cái trục buji và thay cái buji đủ phê. Đấy, loạn quạng này, rít ra này, tước cả tay này mọi người, để nó va vô thằn này này, đó, để ra cả máu. Nên nhiều lúc khách hàng cứ tưởng là dễ ăn, đó, Vespa. Ngày hôm qua con này nó tối rồi, thì hôm qua mình review con hai cho te đúng không, hôm qua hôm kia gì đấy. Đấy con này má nó xe nó để lâu mọi người ạ. Đấy đi rửa đi giấy này, nó xe để lâu xăng rồi nó thối hết rồi, xúc hết xăng này, phê lắm này, thay xăng mới rồi này. Đấy, ba xe này để lâu nó hành nó ra bã nha anh em. Bình xăng chúng ta phải xúc, chúng ta phải ngoáy, chúng ta phải vệ sinh từ cái bét, từ cái vít lơ. Thì hôm nay mình đã làm xong mô phỏng cái bình xăng. Rồi thì bây giờ sẽ bấm nút đề cho mọi người. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ nhá, để ngày mai nhiều anh em nào chưa va chạm ấy, bục một cái là ăn ngay thôi. Đấy, nhiều lúc các bạn cứ bị ba này nó hành ra bã, bản thân tôi cũng bị hành. Rồi xăng ở đây tôi mới đổ 50.000. Rồi chúng ta sẽ khởi động này. Đó, nãy giờ không nổ nữa, thấy không? Đó. Đó, nó nổ này, ưng nó lại chết. Giờ nó nổ rồi đó. À, ưng thì nó lại chết. Quý vị hiểu không ạ? Nó đang nổ bình thường này, ưng rồi chúng ta chạy một chút xíu lại chết. Đó, giờ đụng phát chết. Đó, ngon lành thấy không? À. À, anh em thấy không, gãi phát nổ. Hoặc là nhiều lúc chúng ta để dài nó không nổ luôn. Phạm Văn Tuấn chưa ăn cơm đó. Lửa đánh cực kỳ là mạnh luôn nha. Ở đây mình mô phỏng mình gãi cho nó nổ rồi, nhưng anh em đi một chút xíu lại chết. Đó, và điếng á thì lửa đánh rất kỳ là mạnh cho mọi người luôn. Má xe nó nợ chắc 300 cho nó luôn đéo này nữa. Xe đó tài khoản có thôi, nữa tài khoản đủ mà tài khoản giờ móc hết cả có 2.8 mấy chục, và già cầm được có mấy trăm nữa, 3.6 nợ mất 400, bớt cho 100 là 300. Thôi chắc đi u luôn. Đấy, mang tiếng bảo tài khoản mở tin tin, tài khoản bấm tin tin thì mẹ mở ra tài khoản được 2.8, tiền mặt 800 tới 3.6, hóa đơn mất 4.000, bớt cho 100 lì xì cuối năm còn 3.9, lại nợ thêm 300 nữa chắc đi luôn. Thế thôi, đời là thế thôi mà, đời đó chỉ dễ bỏ thế thôi, có cái gì đâu. Mà đặc biệt chạy là không ngon thế nào hết đấy, mọi người thấy không? Đấy, thấy không? Đấy, giờ lại không có garanti này. Đó, đồ để xác đít thì không nổ này, đó. Đó, mọi người thấy không? Giờ lại không nổ nữa này. Đó, mọi người thấy không? Đó, đó là cái bận nè. Rồi, thì quan điểm của chúng ta thì chúng ta phải kiểm tra lửa. Đấy, và cái này chúng ta lấy cha cái tục bậy ra cứng lắm mọi người, hay chụp luôn rồi, mong anh cái chụp ra em trai. Đấy, cái xe này nó thiết kế lấy cái chụp thì phê lắm. Rồi lấy ra lấy cho ăn. Của môn sườn này chúng ta có thể xài của môn sườn Attila nhá, Attila là đẹp mà, bởi vì nó có con vít ở dưới này chúng ta bắt ốc này. Đấy. Rồi thử lửa cho mọi người này. Đây. Chưa nào? Rồi đèn để cho. Tê đít hết. Mọi người thấy lửa không? Rồi tháo chụp luôn cho mọi người luôn.
để an toàn cái dây buji này mẹ, cho nó an toàn tết rồi giật tê đít hết rồi. Mọi người nhìn lửa này thấy chưa, đó đón thấy chưa, mọi người nhìn thấy lửa không? Ok này, lửa đỏ này, người ta phải nhìn thấy tầm lửa. Nhiều anh em không quen mắt thì tầm lửa này hầu như là khó, rất chi là khó nhìn. Thà nó đánh sệt sệt là chúng ta biết bị xe điếng này. Đó. Ok không? À, rồi nha. Rồi bây giờ lắp lại tiếp. Lửa ok đúng không? Buji thì thay mới cho mọi người rồi. Rồi, kích hoạt vào đây cho mọi người đánh lửa thêm một lần nữa này. Thay chụp xịn luôn nha anh em. Đấy thì chúng ta hãy gặp thì chúng ta hãy lưu ý. Đây anh em nhìn này, đó lửa ok này, không rồi chúng ta bắt đầu gắn vào này. Má đồ con vết ba này làm điên luôn mọi người, ba cái đồ vết ba này. Rồi để cho mọi người tin tưởng là chụp buji cứng ngắc này. Chưa? Rồi chúng ta lại tiếp tục đề này. Đó. Thấy chưa? Không nổ này, quay xa mọi người luôn này. Đó thấy không? Mọi người nhiều lúc anh em mà lâu lâu mới gặp con xe Vespa này vào ấy, chúng ta nhìn thấy cái tầm lửa đấy chúng ta cứ nghĩ là nó ô xì kê. Đó, xe này cực kỳ là heo cho mọi người, nó để lâu mà. Xe này thì cô gái này cô bảo lấy một người chồng ở ngoài Bắc Hà Nội. Và ngày xưa yêu nhau ở đất Bắc. Thì cô này gốc ở Bình Định, ra thành phố Hà Nội là thủ đô. Thủ đô của thành phố Hà Nội thì ra ngoài này ăn này, yêu ăn này thì ăn này có Vespa. À, thì hai vợ chồng tung tăng chở nhau ra Hồ Gươm để chúng ta thời đấy còn con rùa đấy ạ. Đấy còn cụ rùa. Thì chúng ta đảo một vòng ở Hồ Gươm, đi con xe Vespa cực kỳ là xịn sò, rất chi là đẳng cấp. Đó. Thì sau tương lai này thì cô ấy về lại Bình Định, thì anh ấy kỷ niệm cho cô ấy một con xe. Thì dạo này cô lại tiếp tục công tác ở Hà Nội thì xe này để ở đây nó khá là lâu. Nhưng tôi đã làm cho cô ấy là bình xăng, buji và trục và đồng thời thay co. Để cho đảm bảo khi chúng ta chạy nó nhún nhả thì đương nhiên nó sẽ bị hở và đồng thời nó sẽ lọt gió vào. Và lúc này đã ok và thử tầm lửa và lúc nổ và lúc không. Đấy. Rồi. Thì vấn đề ở đây thì anh em hãy làm điều đó thì anh em phải kiểm tra tới con IC. IC này cực kỳ là dở này. Ở đây tôi làm rồi. Và bây giờ tôi sẽ quay lại cho mọi người xem. Đấy nhiều anh em bị ăn hằn chỗ đấy, anh em cứ bảo mày ăn Tuấn ơi, ăn Tuấn ơi, lửa em thử mẹ đánh đỏ đít, đốt thuốc. Đây đây, riêng con Vespa này cực kỳ là tệ. Đó, nếu mà ở cái mùa lặn thì Vespa này cực kỳ là tệ trên cục IC này, bởi vì cái keo cao su ở trong này này mới cụ hay mổ ở đây này đấy, bởi vì nó sung đấy. Đấy, lửa rất mặn đúng không, mọi người có thể nhìn lửa rất mặn nên nhiều anh em bị ăn hẳn ở đây. Thì tốt nhất mọi người phải có cục IC, lửa bình. Nếu mọi người muốn ngon thì có cục VS, không có mọi người làm cục này. Đấy, nó rất rẻ. Và làm cái cục này lắp vào cực kỳ là phê. 4 sợi dây, mình sẽ đọc màu cho mọi người. Trên những cục IC AC19. Cái này là điện áp 12V sau khóa. Ở dây màu cam. Và cái dây này sẽ là cái dây mô mịt sườn, dây tím. Và tượng trưng cho tất cả những dòng xe, dây màu đen nó sẽ là dây mát. Và cái dây màu xanh lá chuối này, nó sẽ là kích, là tín hiệu đầu vào. Đấy, màu xanh. Thì mọi người hãy nối 4 sợi dây này vào. Nguồn thì mọi người không cắt, mọi người tước nối vào. Mát mọi người không được cắt, mọi người tước dây nối vào. Và mọi người phải cắt cô lập 2 sợi dây kích và xuống mô bị sửa, thay cho đánh lửa, mặt đánh lửa ở trong con IC này. Thì mọi người câu vào đây thì nó sẽ là ok. Đấy mọi người lưu ý. Lùi qua ông kia chứ, thêm kìa chứ. Đó.
thêm ông chuyên làm xe lôi mà bị đâu rồi? Mà bị ở đâu? Ở chạy ông thêm hoặc là ông Sóc Chi thêm. Đấy, được chưa? Rồi ở đây tôi sẽ mô phỏng cho các bạn lửa cực kỳ là mạnh này. Đấy, mọi người nào cần thì mọi người liên hệ. 4 sợi dây này giá cực rẻ, mọi người bỏ vào. Thứ nhất là đề ba nó chạy cực nhẹ nha, hệ thống lửa nó đốt cháy hoàn toàn cho mọi người. Rồi, rồi ở đây nó sẽ là dây màu tím. Cái dây này nó chạy xuống mô bên sườn, tôi cô lập cắt. Rồi cái dây này ta sẽ là tín hiệu đầu vào kích cột cắt sạch lạt chuối. Rồi lúc này tôi cô lập hai sợi dây. Các bạn lưu ý lấy, có thể lấy bút ghi vào giùm tôi trên cục IC A19 bình xăng chế cơ. Đấy, mọi người hãy cắt cô lập cho tôi, nhớ màu xanh lợt nó sẽ là tín hiệu đầu vào kích. Cắt cô lập cho tôi cái dây màu tím chạy xuống mô bên sườn là tín hiệu đầu ra. Rồi ở đây nó sẽ là cái dây màu cam tượng trưng cho tất cả dòng xe Piaggio Vespa, nó sẽ là nguồn sau khóa từ cầu chì. Và kế tiếp nó sẽ là ký hiệu của dây màu đen, nó sẽ là dây mát. Rồi bây giờ tôi sẽ bóc tắt ra hai sợi dây. Tôi được bóc tắt. Rồi. Đó. Có nhiều các bạn bị ăn hành con xe này 4-5 ngày về trạng thái về con IC, các bạn cứ bảo lửa mạnh lắm rồi anh ơi. Em làm hết rồi anh ơi, hơi mạnh. Bình xăng con em xúc chặt hết rồi, lửa đánh mạnh, mô bin sườn em thay thế, buji chụp mà tại sao không nổ. Có thể là em tháo ra xoay nấm. Thì các bạn từ từ. Nếu khu vực nào có Vespa hoặc là lông com lâu có Vespa thì các bạn phải có thủ đồ chơi. Rồi, bắt đầu tôi cấy này. Rồi, tôi nói sẽ nhịp nhàng, tín hiệu đầu vào. Ở đây tôi đang mô phẩm cho mọi người luôn. Rồi, tín hiệu đầu vào có tín hiệu đầu ra. Tôi cứ gọi là vào và ra cho dễ hiểu. Nhiều lúc tôi không có thể nào hiểu được input và output. Rồi. Rồi, buổi trưa nay thì tay tôi hơi bị đói. Rồi, thì bây giờ tôi cần một cái nguồn và cái mát để nuôi cho thiết bị linh kiện điện tử 12V 6 khóa. Cái này thì chúng ta chẳng cần phải tra sơ đồ đâu. Nó tương ứng với màu dây ở đây, các bạn cứ nối vào là xong, cực kỳ là dễ nhai. Rồi, cái thế tiếp nó sẽ là dây màu đen. Ở đây là cái gì tôi chia sẻ là trực tiếp cho mọi người. Mọi người hy vọng rằng yêu clip video của tôi thì mọi người hãy chia sẻ. Đấy, để nhiều cho anh em thợ chúng ta yếu hoặc là chúng ta ít va chạm thì để chúng ta có rút kinh nghiệm. Đơn giản sẽ là 4 sợi dây 12V sau khóa mát, tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra, 4 nhịp. Rồi không để quý vị phải chờ lâu và rườm ra thì lúc này tôi vẫn để im ở thiết bị ở đây. Tôi sẽ tắt bật khóa điện. Rồi, ngọt không? Cho ganti lên chúc em trai. Đó, đụng là nổ này. Cho ganti lên chúc em. Đó, thì làm sao để chúng ta cứ bấm vào cái nút đề cái là nó nổ. Bấm nút đề cái là nó nổ nha mọi người. Rồi, cho vít ganti lên một chút. Rồi, ok. Lấy gì lắp vào. Đúng rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục khởi động. Cho ganti lên chút. Để tôi vít. Rồi. Rồi, tôi lại tiếp tục. Đấy, mọi người thấy OCK không? Liên quan gì đâu mà đấu chớp xi nhan ăn thần chung. Mình có làm gì đâu mà nối xi nhan ăn chay. Đây, mọi người bật khóa điện này. Thì lúc này xăng
và bình xăng con chúng ta đã làm ô xịt kê, buji, chụp và lửa tốt. Anh em nhìn này, ô xịt kê đấy, là một con xe chúng ta phải làm được như vậy, không có nhồi nữa. À, chúng ta càng nhồi thì đương nhiên xăng càng thọc xuống thì đương nhiên nó sẽ bị thừa, và anh em cố gắng nhồi và anh em sẽ bịt cái co xăng thì đương nhiên lửa nó sẽ phịch trả ngược lại và đồng thời nó sẽ bốc cháy. Có bao giờ anh em mà mở cái co bộ e này ra mà anh em thốc tay vào mà anh em cố gắng để lửa đây nó phè lên đây không? Có anh em nào cảm thấy mở cái này ra mà anh em bịt tay mà lửa nó bốc lên đây không, cháy lên đây không? Có chưa? Có chưa? Có anh em nào gặp chưa? Anh em cố gắng tình bọc ở đây thì đương nhiên xăng nó sẽ bị thừa và đồng thời nó ào ở đây và đồng thời nó sẽ bốc khói. À, để rồi đây. Ô xì kê. Không có phải nhồi, giờ nhồi lên ga là chạy. À, bị rồi tí cháy xe, ô xì kê, bởi vì cái gì nó thật thì mình nói thật. Mọi người gặp rồi thì mọi người hãy lưu ý là tránh tình trạng chúng ta quá nhồi ga khi chúng ta lại bóp. Đấy. Thì mọi người có liên quan gì đâu, mọi người bây giờ đấu hai cục IC. Mọi người chẳng qua là gì? Mọi người cô lập kích tín hiệu đầu vào và cô lập tín hiệu đầu ra, còn tất cả nó còn đầy đủ hết mà. Rồi, nó đang bị rẽ ga. Bây giờ nó bị ré rồi mọi người. Nè, tí rồi chỉnh lại gió, kiểm tra lại cái dù một chút xíu nữa. Đó, phê lắm. Đấu IC của Goi S phải đấu thêm cục chớp xi nhan nữa mới có xi nhan, liên quan gì đâu anh? Có liên quan gì đâu mà chúng ta có đấu cái mặt xi nhan, trừ khi nó chết chứ thì chúng ta phải đấu. Bình thường mặt xi nhan nó còn ok thì chúng ta đâu cần đấu đâu anh. Nha. À. Bởi vì chúng ta thà con IC này chết mặt xi nhan thì chúng ta phải đấu xi nhan riêng. Ở đây là anh em mình chạy hai cục IC mà. Chúng ta có liên quan gì đâu mặt xi nhan. Đây tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra, đúng rồi. Chúng ta ở đây là chúng ta không có cắt nhiều, ai bảo anh em cắt vào hết. Chúng ta cắt có hai sợi dây này, mọi người lưu ý này, đơn giản nuôi cho cục IC này là nguồn vào mát lửa bên ma. Thứ hai là tín hiệu đầu vào kích ở dưới mâm điện và tín hiệu đầu ra là mo vuông triệu hết. Còn cái này chúng ta có liên quan gì đâu, chúng ta ngắt cái mặt tín hiệu đầu vào, ngắt cái mặt tín hiệu đầu ra. Ê, mọi người nào cần thì mọi người comment, đẹp không, giá rẻ, ôi giời nhìn đẹp. FI đi anh ơi. FI để lâu lâu chế cơ tí cho mọi người. Đó, cái này tí nó bọc ghen, hàn chì lại, hàn cuốn băng keo lại, rồi đầu keo nén hai con này bó vào nhau, rồi chúng ta bắt ốc lại, xong rồi tí bó cho nó gọn gàng lại. Mọi người nhớ chưa? We'll be right back.
Để kiểm tra lại cái quả ga tí nữa mọi người ạ. Đấy, hy vọng là anh em chúng ta đừng để ăn hành. Đổ xe chẳng bao nhiêu tiền hết, đổ làm quá trời luôn. Cổ xăng, bình xăng, rồi tiền công, buji lại toạc hết cả IC. Đó. Ngoài ba thằng này nó dở lắm, ở trời mùa đông ấy. Rồi, mẹ nó sung nó co cái keo lại cái là chết. Đấy, nên nhiều anh em hay cứ mổ đây. Mổ đây bảo hành được vài tháng lại chết. Rồi, mổ. Rồi bảo hành vài tháng phát lại chết. Rồi vậy chúng ta chạy cái cục này vào thiên thu lục địa đánh lửa mặn đùng đùng. Thế cần gì phải đi sửa. Tốn tiền. Cái tiền đi sửa mua cục này lắp vào. Bảo hành nó cắt chạy thiên thu lục địa. Sửa này các bạn bảo hành được bao nhiêu lâu? À, sửa cái này anh em bảo hành được bao nhiêu lâu? Thay. Nhanh gọn nữa. À, chúng ta vừa sửa đoạn này không chạy được vài bữa lại tỏi. Ăn xong cứ khui ra đi sửa mất thời gian. Và khách hàng bảo muốn zin zin cái lô rốn, tôi bảo hành cho ông chạy luôn. Phải cái này thì chẳng bao giờ mà sung. Đẹp. Đá vào rồi 1,5 triệu cả con. Rồi, cảm ơn quý vị ở buổi trưa nay đã theo dõi cái buổi livestream trên cái fanpage của Tín Tuấn. Cảm ơn quý vị cảm thấy hay và điều thú vị thì mọi người hãy chịu khó chia sẻ ủng hộ theo dõi ở trang cái fanpage này. Để có cái gì cảm thấy hay hay, khách hàng chưa hôi lấy thì mình nhân tiện buổi trưa chia sẻ cho mọi người. Mình thì cứ đều đều rúa mấy cái này thôi. Kim zin này mọi người. Zin. Đẹp toang. Cứ dây cô loa rồi cứ họng ga mà múc nghe không. Rồi xin chào mọi người, clip livestream tới đây xin phép được tạm dừng. Bye bye.